đời sông núi, anh em ta đáp đời sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta thề chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 8:30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ dân gian ta thề chết cho quê hương. Hải Sơn xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 10 năm 2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2352 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây. Cảnh sát Miến Điện bắn chết 10 người móc cẩm thạch. UNICEF báo động về số phận trẻ em Rohingya. Giám đốc CIA Mỹ cho biết Bắc Hàn sắp có khả năng tấn công Mỹ bằng hỏa tiễn hạt nhân. Cử tri Nhật được yêu cầu đi bầu sớm để tránh bão. Hoàng đế Akihito của Nhật Bản có thể sẽ thoái vị. Cựu bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài bị tố cáo từng âm mưu đảo chánh. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Minh Nguyệt và Hương Dương gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Thế Giới Tuần Qua, tiến sĩ Lê Minh Nguyên sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Giữa chương trình là chương mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên phụ trách. Khách mời tuần này vẫn với chị Lê Thị Kim Thu, một trong những dân oan bất khuất, với phần 5 chủ đề Vấn nạn dân oan. Và sau cùng như thường lệ thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Danh Nhân Nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của quý đồng hương tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ trong buổi tường trình hoạt động của Đài Đáp Lời Sông Núi vừa qua. Đồng thời được vinh danh luật sư Nguyễn Văn Đài, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Minh Nguyệt và Hương Dương trình bày sau đây. Ngày 20 tháng 10 năm 2017, tờ Global New Line of Myanmar loan báo, tại công ty khai thác mỏ 111 thuộc một tập đoàn thân cận với quân đội Miến Điện thuộc bang Kha Trình, có khoảng 50 người dân đi vào khu vực khai thác mỏ để móc những mẫu cẩm thạch còn sót lại, thì một giờ sau, một số người xông vào tấn công họ bằng dao, khiến cảnh sát bắn vào đám đông. Hậu quả là 10 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Hôm 20 tháng 10, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF báo động là đã có gần 340.000 trẻ em người Rohingya đang tị nạn tại Bangladesh từ cuối tháng 8 đến nay, đang bị thiếu thốn thực phẩm, nước uống và thuốc men. Và mỗi tuần lại có thêm 12.000 em được tiếp nhận vào các trại tị nạn. Báo cáo đề nghị, điều cốt yếu là các ngã biên giới phải mở cửa, trẻ em phải được bảo vệ và những em bé sinh ra tại Bangladesh phải được làm khai sinh. Nếu các em bé mới sinh này không có giấy khai sinh, các em sẽ gặp khó khăn trong việc hội nhập vào xã hội sau này. Tại Miến Điện, người Rohingya theo đạo Hồi, từ năm 1948, được công nhận là một trong những sắc tộc thiểu số tại Miến, nhưng đến năm 1982, đã bị tước mất quyền này và trở thành người vô tổ quốc. Nhân vụ một nhóm người Rohingya tấn công vào một số đồn cảnh sát, quân đội Miến Điện đã tung ra chiến dịch truy quét nhóm này cùng với nhiều vụ sát hại, tra tấn, đốt nhà người Rohingya, khiến cho gần 600.000 người Rohingya phải chạy sang Bangladesh tị nạn. Trước đây, giới chức Mỹ cũng như đồng minh đều nghĩ rằng Kim Jong-un đã ra đòn gió, dọa dẫm, nhưng thứ Năm 19 tháng 10 vừa qua tại Hoa Thịnh Đốn, trong cuộc hội thảo an ninh quốc gia do Cơ quan Bảo vệ Quốc phòng cho các nền dân chủ tổ chức, Giám đốc CIA là Mike Pompeo vừa lên tiếng cảnh báo rằng Bắc Hàn đã tiến bộ rất nhanh về công nghệ hỏa tiễn, và chỉ vài tháng nữa thôi, Bắc Hàn có thể có khả năng tấn công Hoa Kỳ bằng hỏa tiễn hạt nhân. Ông cảnh báo, chúng ta chưa hết giờ, nhưng thời gian đã rất trễ rồi. Ông cũng cho biết là hiện có bằng chứng cho thấy Bắc Hàn có thể nhận sự trợ giúp từ Iran. Các giới chức Bắc Hàn cũng nhiều lần cảnh cáo Mỹ không nên có hành động khiêu khích. Bắc Hàn cũng tố cáo Mỹ đang chuẩn bị chiến tranh qua sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan và các cuộc tập trận ở phía đông bán đảo Bắc Hàn. Đầu tuần này, ông Kim In-yong, phó đại sứ Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc, cảnh báo rằng chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cho tới nay,
đối với Bắc Hàn, Hoa Kỳ vẫn muốn chọn giải pháp ngoại giao và trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn chuẩn bị giải pháp quân sự để đối phó khi cần thiết. Theo tin khí tượng Nhật Bản thì sẽ có một trận bão đổ vào Nhật Bản ngày Chủ nhật 22 tháng 10, mang theo những cơn mưa lớn, gây ngăn trở cho cuộc bầu cử quốc hội dự định sẽ tổ chức cùng ngày. Vì thế, Thủ tướng Shinzo Abe đã kêu gọi cử tri đi bầu sớm vào những ngày trước đó. Điều này được luật pháp Nhật cho phép. Theo các nhà quan sát, tình trạng mưa bão như thế có lợi cho liên minh cầm quyền do ông Abe lãnh đạo. Vì bầu khi thời tiết xấu, thì các cử tri chưa quyết định bỏ phiếu cho ai, thường sẽ không đi. Thứ Sáu 20 tháng 10, Nhật báo Asahi Shimbun cho biết Hoàng đế Nhật Bản Akihito, 83 tuổi, đã trị vì nước Nhật gần 3 thập niên qua, sẽ thoái vị vào ngày 31 tháng 3 năm 2019. Năm ngoái, Hoàng đế Akihito bày tỏ ý muốn thoái vị, nêu lý do tuổi cao sức yếu. Điều này đã làm cho công luận Nhật Bản chấn động, vì theo truyền thống Nhật thì Hoàng đế trị vì đất nước đến trọn đời. Vấn đề đặt ra là cho đến thời điểm ấy, chưa có một văn bản pháp luật nào của Nhật Bản đề cập đến việc Hoàng đế thoái vị. Vì thế, tháng 6 vừa qua, Nghị viện Nhật Bản đã thông qua một đạo luật cho phép Hoàng đế thoái vị vì lý do tuổi tác. Thái tử Naruhito, năm nay 57 tuổi, sẽ là người kế vị. Thứ Sáu 20 tháng 10, hãng tin AP dẫn lời ông Lưu Sĩ Dư, người đứng đầu cơ quan quản lý chứng khoán Trung Cộng, cho biết ông Tôn Chính Tài, cựu bí thư Trùng Khánh, đã bị cách chức hồi tháng 7 vì tội tham nhũng, nay còn bị tố cáo thêm là đã công khai âm mưu đảo chính, hầu chiếm quyền lãnh đạo đảng. Kính thưa quý thính giả, liên tục chương trình là chuyên mục Thế giới tuần qua do tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các đài truyền hình tiếng Việt tại hải ngoại phụ trách. Ông cũng là phó chủ tịch đảng Tân Đài Việt và đã từng giữ nhiệm vụ trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Hải Sơn xin kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Theo dõi một số sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần, trước tiên chúng tôi ghi nhận việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm thứ Tư 18 tháng 10 kêu gọi tăng cường hợp tác với Ấn Độ, đồng thời chỉ trích thái độ thiếu trách nhiệm của Trung Cộng khi trở thành cường quốc do các hành động gây hấn tại Biển Đông, thách thức các luật lệ và chuẩn mực quốc tế. Ông có nhận xét gì về sự kiện ngoại giao này, thưa ông Nguyên? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, ông Ngoại trưởng Tillerson sắp đi Ấn Độ và hôm thứ Tư 18 Tây ở Viện Nghiên cứu Chiến lược CSIS, ông nói về tầm nhìn về đối tác chiến lược 100 năm tới với Ấn Độ và cho rằng Trung Quốc, thứ nhất là phá hoại trật tự thế giới, thứ hai là xâm phạm chủ quyền các quốc gia láng giềng, và thứ ba là tỏ ra vô trách nhiệm đối với cái vai trò cường quốc của mình trong thế giới. Do đó, Hoa Kỳ không thể khoanh tay đứng nhìn nếu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền các nước hay là gây bất lợi cho Hoa Kỳ. Do đó mà Hoa Kỳ cần hợp tác với Ấn Độ nhiều hơn trong 100 năm tới để châu Á, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương được tự do rộng mở. Thì hôm sau, tức là hôm thứ Năm 19 Tây tháng 10, Trung Quốc phản bác lại và chỉ trích Hoa Kỳ muốn làm liên minh mở rộng, liên minh tứ giác giữa Hoa Kỳ, Ấn, Nhật và Úc để mà ngăn chặn Trung Quốc. Và Hoa Kỳ nên từ bỏ cái ý định này, từ bỏ cái định kiến nói rằng là Trung Quốc gây bất ổn, vì Trung Quốc muốn bảo vệ trật tự thế giới qua cơ chế Liên Hiệp Quốc. Ở đây chúng ta nên để ý về cơ chế Liên Hiệp Quốc. Qua những sự kiện này thì có các điểm quan trọng mà chúng ta nhận xét sau đây. Thứ nhất là Hoa Kỳ nêu vấn đề này ngay trong ngày mà Trung Quốc khai mạc Đại hội thứ 19. Vì ông Tập Cận Bình chính thức lên tiếng trong cái đại hội này là Trung Quốc sẽ công khai thách thức vị trí siêu cường của Hoa Kỳ và muốn đạt được nó năm 2050, tức 100 năm sau khi Đảng Cộng sản nắm quyền. Và kế đó là Trung Quốc muốn thay đổi cái luật chơi quốc tế, nói rằng luật chơi hiện tại là khi Trung Quốc bị suy yếu, liệt cường sâu xé, ngày nay Trung Quốc đã là cường quốc rồi, do đó luật chơi cần phải đổi, và họ muốn đổi bằng cách là kéo đồng minh ở Liên Hiệp Quốc và dùng cơ chế này để lèo lái nó theo ý muốn của Trung Quốc.
Trung Quốc hiện nay đang lợi dụng cơ hội là Tây phương suy yếu vì Hoa Kỳ co cụm và nước Anh rút ra khỏi Liên Âu để mà xây dựng cái thanh thế của mình, dạ thưa anh. Vâng, trong một diễn biến khác, nhân khai mạc Đại hội Đảng Trung Cộng lần thứ 19 cũng hôm thứ Tư 18 tháng 10, Tân Hoa Xã thông báo là Trung Cộng chính thức đưa vào điều lệ đảng tư tưởng Tập Cận Bình. Trong diễn văn khai mạc, ông Tập nói về một thời đại mới mà đến năm 2050 Trung Cộng phải là một siêu cường. Ông có ghi nhận gì về đại hội này đang diễn ra thưa ông Nguyên? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, ông Tập Cận Bình muốn ngang hàng với ông Mao Trạch Đông. Lâu nay chúng ta chỉ có biết là tư tưởng Mao Trạch Đông, còn ông Đặng Tiểu Bình thì chỉ là lý luận, tức là cấp dưới hơn cấp tư tưởng của ông Mao. Ông Giang Trạch Dân thì chỉ là thuyết như thuyết ba đại diện dưới cả lý luận, và ông Hồ Cẩm Đào cũng vậy về vấn đề phát triển khoa học. Trong cái đại hội 19 này thì nó kéo dài một tuần lễ từ thứ Tư 18 Tây tháng 10 cho tới thứ Ba 24 Tây tháng 10. Có khoảng 2.300 đại biểu đại diện cho 89 triệu đảng viên. Ông Tập Cận Bình đọc diễn văn dài khoảng 3 tiếng rưỡi đồng hồ, dài đến độ mà ông Giang Trạch Dân phải ngáp tới ngáp lui, ngủ gạch. Ông Tập Cận Bình qua đại hội thì muốn củng cố quyền lực, muốn đưa vào điều lệ đảng, tức là một cái hiến chương của đảng, 14 nguyên tắc mà nói là tư tưởng của ông, mà trong đó chủ yếu là chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc cho thời đại mới. Nhưng mà hiện giờ ông Tập cũng không có đạt được ý nguyện như ông muốn, bởi vì có sự chống đối cao trong nội bộ, bởi vì đa số họ cũng không muốn trở về thời đại Mao Trạch Đông, tức là có cách mạng văn hóa mà của những cái sự đổ máu, xáo trộn xã hội. Những cái yếu tố mà chúng ta thấy rằng là trong đại hội này thì mức báo động là rất cao ở Bắc Kinh, tức là nó không phải là ổn định mà là bất ổn. Thứ hai là họp Bộ Chính trị hôm cuối tháng 8 vừa qua, thì Bộ Chính trị cho rằng những cái quan điểm đây là quan điểm tập thể, chứ không phải là quan điểm riêng của ông Tập Cận Bình. Trong đại hội này chúng ta cần quan sát là ông Tập Cận Bình có chỉ định ai để thay thế ông trong nhiệm kỳ thứ hai, sau khi hết nhiệm kỳ thứ hai này không? Bởi vì truyền thống là phải chỉ định người, nếu không chỉ định thì ông Tập có ý định là muốn độc tài ngồi vĩnh viễn. Thứ hai là coi ông Vương Kỳ Sơn, nhân vật thứ hai trong đảng, sẽ ở lại hay về hưu. Nếu ông ta ở lại thì có thể ông ta là một đối thủ của ông Tập Cận Bình. Và thứ ba là coi Đoàn Thanh niên Cộng sản vị trí như thế nào, tức là cánh của ông Hồ Cẩm Đào, Lý Khắc Cường. Vừa qua thì chúng ta thấy ông Tập Cận Bình cho hai ông tướng, cho Hồ Cẩm Đào bổ nhiệm để cho về vườn, và bổ nhiệm ông Tập bổ nhiệm bốn ông tướng vào những vị trí then chốt là người của ông Tập. Thứ nhất là tham mưu trưởng của quân đội, thứ hai là tư lệnh của lục quân, thứ ba là tư lệnh không quân, và thứ tư là chính ủy, tức là lãnh đạo chính trị. Nói chung thì ông Tập muốn tập trung quyền quy, nhưng cái sự chống đối nội bộ cũng vẫn còn là rất lớn, vậy thưa anh. Vâng, quay sang Việt Nam, trong dịp dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, Tổng thống Donald Trump sẽ ghé Hà Nội dự cuộc họp thượng đỉnh song phương với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong khuôn khổ chuyến công du Việt Nam vào ngày 11 tháng 11 sau khi dự thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng. Ông nhận định như thế nào về cuộc gặp gỡ này giữa lãnh đạo hai nước, thưa ông Nguyên? Thưa Hải Sơn và thưa quý vị, hôm thứ Ba 17 Tây tháng 10 thì có cuộc đối thoại quốc phòng Việt-Mỹ ở tại Hà Nội để thảo luận về các thách thức khu vực ở châu Á-Thái Bình Dương, về quan hệ quân quốc phòng song phương giữa hai nước, về vấn đề hợp tác quân y, về vấn đề hợp tác cảnh sát biển, về gìn giữ hòa bình và tẩy rửa dioxin, cũng như là chuẩn bị cho chuyến đi của Tổng thống Trump đến Đà Nẵng để dự hội nghị APEC, và sau đó là đến Hà Nội để gặp ông Quang, họp thượng đỉnh song phương với ông Quang. Trong cái chuyến họp với ông Quang này thì có thể đi tới vấn đề thúc đẩy cái tiến trình xích lại gần nhau giữa hai nước mà ông Obama đã lập ra trước đây.
điều bởi vì trước đây chúng ta thấy là ông Trump đã đặc biệt đón ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở tại Tòa Bạch Ốc, coi Việt Nam là quan trọng trong vấn đề địa chiến lược ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Có thể thảo luận về vấn đề hai nước đồng ý là không phổ biến vũ khí hạt nhân ở Bắc Hàn, nhưng đây là vấn đề Bắc Hàn hoàn toàn từ chối, và thảo luận về tự do hóa kinh tế cũng như là bảo vệ trật tự ở Biển Đông dựa vào luật pháp quốc tế, vấn đề tự do hàng không và hàng hải. Cái chuyện gặp gỡ này về chính trị, ảnh hưởng tới chính trị Việt Nam như thế nào thì chúng ta thấy rằng nó sẽ củng cố cái vị thế của ông Trần Đại Quang so với ông Nguyễn Phú Trọng, và ông Trần Đại Quang đang xây dựng thế lực để mà kiềm chế lại ông Trọng. Điều này đối với Hoa Kỳ nó có nghĩa là dùng cái quyền lực nhà nước để đè bớt cái quyền lực đảng xuống, không cho quyền lực đảng vươn lên. Dù là chế độ độc đảng nhưng Hoa Kỳ vẫn muốn bên phía nhà nước, bên phía chính phủ mạnh hơn bên phía đảng. Điều này cũng củng cố cái phe thân Tây Phương trong đảng để mà có thể kiềm chế hơn là cái ảnh hưởng của Trung Quốc trong cái đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ thưa anh. Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, phát về Việt Nam mỗi ngày từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Chi phí mỗi buổi phát thanh do đồng hương khắp nơi đóng góp, yểm trợ tài chính được giảm trừ thuế lệ tức. Quý vị muốn ủng hộ xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882, San Jose, California 95161, hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt.com. Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên điều hợp. Vâng, xin nhận lời cho anh Hải Nguyên. Cảm ơn anh Hải Sơn. Thưa quý thính giả, trong chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta tuần này, chúng tôi xin được tiếp tục thảo luận với cô Lê Thị Kim Thu về vấn nạn dân oan, một trong những thảm họa mà dân chúng Việt Nam phải gánh chịu dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Cô Kim Thu là một dân oan, gia đình cô đã bị Cộng sản Việt Nam cướp đoạt ruộng vườn và nhà cửa nhiều lần. Cô đã tham gia phong trào dân oan khiếu kiện từ những năm 1980, và vì các hoạt động này đã 3 lần bị bắt cầm tù, tổng cộng hơn 6 năm. Năm 2015, cô qua Hoa Kỳ tạm cư cùng gia đình, nhưng vẫn tiếp tục công cuộc tranh đấu cho dân oan Việt Nam. Cô Kim Thu tham dự cuộc thảo luận này từ San Diego, Nam California, Hoa Kỳ. Thưa cô Kim Thu, trong các buổi thảo luận trước, chúng ta đã có dịp trao đổi về những thành phần dân oan, hoàn cảnh của họ ra sao, ai là thủ phạm và hành trình mà người dân oan phải trải qua khi đi khiếu kiện. Trong lần thảo luận này, thể theo yêu cầu của một số thính giả, chúng tôi xin cô Kim Thu trình bày tóm lược qua về những trường hợp bị cướp nhà, cướp đất của chính gia đình cô, thưa cô. Thưa anh, về vấn nạn gia đình của Kim Thu là một câu chuyện dài đầy đau thương và nước mắt. Nó cũng là vấn đề tiêu biểu của những nạn nhân sống dưới chế độ Cộng sản, bị đảng Cộng sản cướp mồ hôi, nước mắt. Các quan tham nhũng lộng quyền, hành hạ trả thù và bị các cường hào ác bá cướp đất dưới sự bảo kê của nhà cầm quyền. Xin tóm tắt, Kim Thu có 3 vụ kiện chính kéo dài 29 năm chưa được giải quyết dứt điểm. Ngoài ra, viện đẻ ra kiện còn có thêm 4 vụ nữa. Cô có thể cho biết vụ thứ nhất đã diễn ra như thế nào với gia đình cô?
Trước năm 1975, ba Kim Thu là lính địa phương quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì là những người có dính líu đến chế độ cũ, bị phân biệt đối xử nên ba Kim Thu đăng ký đi vùng kinh tế mới đến vùng đất thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây là rừng thiêng nước độc, không điện nước, không trường trạm, không có bất cứ thứ gì tối thiểu cho cuộc sống, ngoài rừng hoang và ba tháng gạo của nhà nước. Hằng ngày gia đình Kim Thu cùng những gia đình Việt Nam Cộng Hòa khác phải tự phá rừng khai khẩn đất hoang trồng màu để sinh sống. Đến năm 1982 thì đoàn người từ Bắc vào Nam mà phần lớn là cán bộ, bộ đội, quan chức manh nha tìm những mảnh đất vàng, đất màu mỡ, đất mặt tiền đường và đất ven bờ hồ Trị An để cướp đoạt trắng trợn. Gia đình Kim Thu bị nhà cầm quyền cướp trên 20.000 mét vuông đất ở và canh tác. Họ vinh vào cớ làm công trình thủy điện Trị An nên cướp trắng, không có quyết định thu hồi, không đền bù, không tái định cư, làm cho gia đình Kim Thu phải lưu lạc tại địa phương, ăn nhờ ở đậu nhiều nhà người quen. Sau đó, đất này chỉ dùng một phần nhỏ, không đáng kể, để mở con đường bắc cầu qua sông. Phần lớn còn lại chia cho các đảng viên, lớp bán, lớp xây nhà ở. Phần còn lại nhờ những lời hứa suông dành cho gia đình Kim Thu, thật là quá bất nhân và vô nhân đạo. Xin cô Kim Thu cũng cho biết thêm, còn vụ thứ hai thì như thế nào cô? Về cuộc sống, 16 tuổi Kim Thu xin vào làm việc cho cơ quan ban đại diện của tỉnh. Vì không có nhà ở nên cơ quan cấp cho 1.000 mét vuông đất. Từ đó nhà hàng xóm là bà Mai Thị Ngọc Châu kiếm đủ mọi cách lấn chí mà cướp đoạt trắng bằng 6 cái quyết định của huyện. Kim Thu chống trả quyết liệt và đưa ra bằng chứng những sai trái của các quyết định phạm pháp ấy, nên nhà cầm quyền phải ra quyết định thu hồi lại các quyết định nói trên. Nhân lúc Kim Thu ra Hà Nội biểu tình đòi đất, bị bắt bỏ tù thì nhà cầm quyền địa phương bật đèn xanh cho tên Côn An bị nghỉ việc là Nguyễn Hoàng Tấn xây những bức tường ngoằn ngoèo lấn chiếm hết đất nhà của Kim Thu, vì họ đã phao tin rằng Kim Thu sẽ ở tù rục xương ở Hà Nội về tội phản động. Ra khỏi tù, Kim Thu viết đơn kiện tên công an này vì đang ở đâu vô cớ đến chiếm đất, nhưng chính quyền không ai đứng ra giải quyết mà công an thị trấn Vĩnh An mời Kim Thu đến giải quyết, trong khi công an này và người hàng xóm không có một mảnh giấy lộn lưng. Kim Thu tự đập một phần bức tường để xây nhà cho mẹ già ở, tên Nguyễn Hoàng Tấn không từ bỏ lòng tham, xây lại bức tường khác. Kim Thu tố cáo tiếp nhưng cũng không ai giải quyết, buộc Kim Thu tự xử. Đập tường tiếp, tham vọng làm mờ mắt nên Nguyễn Hoàng Tấn tiếp tục xây những bức tường khác lấn chiếm lần ba với sự bảo kê ra mặt của nhà cầm quyền địa phương bằng cách cho hắn ta quyển sổ đỏ là đã mua lại phần đất lấn chiếm mà bà Mai Thị Ngọc Châu đã cố tình cướp bấy lâu nay. Vì có quyển sổ đỏ và tòa án chỉ căn cứ vào đó mà cho rằng Kim Thu đã đập bức tường là tài sản của công dân nên xử Kim Thu 2 năm tù giam cùng hai đứa em ruột và hai em của bạn trai đến phụ giúp cũng bị bỏ tù vì tội hình sự, tổng cộng tù cho 5 người là 60 tháng. Thử hỏi, và cho rằng quyển sổ đó là đúng thì những tháng tù cho một tội đập bức tường là quá đáng. Thêm nữa, quyển sổ đó làm quá vội vã, không đúng quy trình cấp sổ. Có ai điều tra trong quá trình làm sổ đỏ cho bà Mai Thị Ngọc Châu đứng tên, rồi bán lại cho Nguyễn Hoàng Tấn trong vòng 20 ngày sau hay không? Bà Mai Thị Ngọc Châu chỉ có 400 mét vuông đất, sang nhượng lại cho tên Nguyễn Hoàng Tấn 400 mét vuông đất, thì tại sao bà ta vẫn còn đất để cất nhà cho chồng ở phía sau? Trước khi có quyển sổ đỏ, tên Nguyễn Hoàng Tấn đã xây những bức tường thì trước những bức tường đó là phạm pháp. Và hiện nay những bức tường vẫn còn bằng chứng mà chẳng ai dám xét xử. Đơn tố cáo của tên Nguyễn Hoàng Tấn cũng là bằng chứng phạm pháp, là tạo dựng những giấy tờ giả vì đơn và quyển sổ đỏ là làm ban đêm. Ngày viết đơn kiện cũng cùng ngày với cán bộ thị trấn xuống hiện trường làm việc lúc 8 giờ sáng. Có cơ quan hành chính nào làm nhanh đến mức đó không? Đơn kiện và sự sốt sắng của cán bộ nhà nước lại trùng vào một ngày không? Một dự kiện đáng nói là chuyện thư kiện đất đai không thuộc thẩm quyền của công an, mà công an cũng xí vào đó là phạm luật mà chẳng ai dám lên tiếng. Tất cả những dữ liệu trên và hàng đống đơn thư kiện là bằng chứng mà chẳng ai thèm phân xử, trong khi Kim Thu chỉ đặt một bức tường trị giá 13 triệu Việt Nam đồng, tức là khoảng 650 đô la, mà cả nhà phải ngồi tù. Thế có phải là hành động mượn dao giết người của nhà cầm quyền không? Vì họ rất cay cú những việc làm của Kim Thu ở thủ đô Hà Nội là dẫn dân oan đi biểu tình,
để bôi cho chất cháu vào mặt của Đảng Cộng sản là cơ quan quyền lực tối cao, nên họ muốn Kim Thu phải ngồi tù. Bắt bỏ tù Kim Thu lần này chắc chắn phải có chỉ đạo từ Bộ Chính trị. Còn đối tượng vụ kiện thứ ba là ai? Xin cô Kim Thu cho quý thính giả biết qua về trường hợp này. Kim Thu kiện ông Hoàng Tất Được, đội trưởng thi hành án của huyện Vĩnh Cửu, đã lợi dụng chức vụ và thế lực cướp khoảng 500 mét vuông đất ở phía bên tay phải nhà Kim Thu. Đất này là do ông Nguyễn Đức Đầy tốt bụng cho để cất nhà ở vào tháng 12 năm 1988 với giấy tờ xác nhận. Vì thấy vụ thư kiện bên nhà hàng xóm phía bên tay trái vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Lúc đầu, tên Hoàng Tất Được đã lợi dụng việc Kim Thu nhờ viết đơn kiện dì của bà Châu ngang nhiên đến chiếm mảnh đất này. Tên Được lợi dụng cướp giấy ông Đầy cho đất, rồi từ đó bắt đầu cướp trọn. Và cũng nhân lúc Kim Thu bị ở tù Hà Nội và tù lần thứ ba ở Z30D Hàm Tân, tên này cướp hết đất, một phần bán, số còn lại xây biệt thự đang ở mà không ai dám đụng đến lông chân của hắn. Sau này Kim Thu nhờ may mắn lấy lại được giấy tờ từ trên tay tên này. Nhưng cả một hệ thống từ địa phương đến trung ương đã âm mưu chống trả, nên không ai chịu giải quyết trả lại đất. Rất cảm ơn cô Kim Thu đã dành cho đài cuộc hội luận hôm nay. Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Kính thưa quý thính giả, lịch sử Việt Nam ghi nhận hai danh tướng khai quốc công thần của nhà Nguyễn. Một vị tướng giỏi về thủy chiến, người đã đánh bại thủy quân Tây Sơn ở Thị Nại vào năm 1781, và một võ tướng từng giữ chức tổng trấn đầu tiên của gia đình Thành. Hai ông luôn tận trung vì nước nên được thờ trong miếu Trung Hưng Công Thần tại Huế. Qua chương mục Danh Nhân Nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Danh Tướng Nguyễn Văn Trương và Nguyễn Văn Nhơn của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Vọng cát hiệu Tùng Long, trực bá đang tâm huyền nhật nguyệt, xuân thành bi khử hạt, do lưu chính khí tác sơn hà. Nghĩa là, theo vua nơi vọng cát, lòng son treo rạng cùng trời đất, bỏ mình phú xuân, khí chính còn lưu với núi sông. Đó là hai câu đối của vua Minh Mạng ban cho tổng tài quốc sử quán Nguyễn Văn Nhơn. Danh tướng Nguyễn Văn Trương và Nguyễn Văn Nhơn được xem là hai võ tướng lừng lẫy thời nhà Nguyễn, cùng với Tả quân Lê Văn Duyệt, tổng trấn Bắc Thành Trương Tấn Bửu và quận công Nguyễn Huỳnh Đức, năm người được dân gian xưng tụng là gia đình ngũ hổ tướng. Nguyễn Văn Trương sinh năm 1740 trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng Tây Nam Thăng Bình. Từ nhỏ đã có tư chất về quân sự, thường tập hợp bạn cùng trang lứa tập trận. Khi Tây Sơn khởi nghĩa, ông vào gia đình theo phò Nguyễn Lữ, được phong làm trưởng cơ, trấn giữ vùng Long Xuyên. Về sau, thấy của anh em nhà Tây Sơn chia rẽ, nên ông theo giúp Nguyễn Ánh. Năm 1787, khi Nguyễn Ánh từ Xiêm về nước, ông đem 300 quân và 15 chiến thuyền đến đón, được Nguyễn Ánh phong làm khâm sai trưởng cơ, chỉ huy đội trung quân. Khi Nguyễn Ánh lên ngôi, ông được cử làm quyền tổng trấn Bắc Thành, sau đó vào Nam làm lưu trấn gia định. Năm 1810, ông qua đời tại Kinh Đô Huế, hưởng thọ 71 tuổi. Vua Gia Long thương tiếc, sai các quan lo việc an táng, cử người trông coi mộ phần. Năm 1815, ông được thờ ở miếu Trung Hưng. Năm 1817, được thờ ở Thái Miếu. Năm 1835, được thờ ở Võ Miếu. Năm 1831, vua Minh Mạng truy tặng chức Đoan Hùng Quận Công. Còn danh tướng Nguyễn Văn Nhơn sinh năm 1753 tại làng Tân Đông, huyện Vĩnh An, phủ Tân Thành, tỉnh An Giang, con của Minh Đức Hầu Nguyễn Quang và bà Thị Áo. Sinh thời loạn lạc nên Nguyễn Văn Nhơn ít được học hành. Về sau, khi làm lưu thủ trấn Biên Hòa, lúc đã ngoài 40 tuổi, ông mới tự học. Năm 1774,
ông theo Tống Phước Hiệp và Nguyễn Khoa Thuyên giữ chức đội trưởng. Ông lại theo Tống Phước Hòa được thăng cai đội. Năm 1777, Nguyễn Ánh khởi binh, ông theo Dương Công Trừng đóng quân ở Sa Đéc, năm sau được thăng cai cơ. Năm 1782, ông bị quân Tây Sơn bắt tại Thủ Thiêm, Sài Gòn, nhưng sau đó ông trốn thoát, sang Xiêm tìm chúa Nguyễn. Nhưng lúc chúa Nguyễn sai người về nước, ông liền hợp lực đánh chiếm Long Xuyên, Cà Mau. Năm 1795, ông giữ chức lưu thủ trấn Biên Hòa. Năm 1797, ông về giữ Gia Định Thành. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi lấy hiệu là Gia Long, phong ông làm trưởng chấn võ quân, lưu trấn Gia Định đến năm 1805. Cuối năm 1805, vua Gia Long bình định xong Bắc Hà, ông dâng sớ điều trần 14 khoản được vua Gia Long khen ngợi. Năm 1808, ông được cử làm tổng trấn Gia Định Thành, kiêm hai trấn Bình Thuận và Hà Tiên, cho đến năm 1812 thì bàn giao cho tướng Lê Văn Duyệt. Năm 1819, ông giữ chức tổng trấn Gia Định Thành một lần nữa. Năm 1821, ông được vua Minh Mạng điều về Kinh Đô Huế, làm tổng tài quốc sử quán. Mùa xuân năm Nhâm Ngọ 1822, ông qua đời, hưởng thọ 69 tuổi. Vua truy tặng danh hiệu Dực Vận Đồng Đức Công Thần, truy phong hàm Thái Bảo. Năm 1824, ông được thờ trong Thái Miếu và Miếu Trung Hưng Công Thần. Quận Công Nguyễn Văn Trương và Thái Bảo Nguyễn Văn Nhơn đều xuất thân trong gia đình nghèo vào thời loạn lạc, nhưng cả hai đều là võ tướng, góp công trong việc trị an, mở mang dân trí, phục hưng kinh tế, mang lại thái bình thịnh trị cho nước Việt thời bấy giờ. Nhìn về tình hình của đất nước hiện nay, xã hội Việt Nam đang suy thoái nặng nề về đạo đức. Một nền Bắc thuộc mới đã hình thành dưới sự tiếp tay của Đảng Cộng sản. Liệu dòng giống Tiên Rồng có vượt qua được tình thế hiểm nghèo này hay không? Câu trả lời là chắc chắn sẽ vượt qua, vì dòng máu bất khuất của dân tộc vẫn chưa cạn hẳn. Các biến động trong thời gian gần đây cho thấy, truyền thống chống ngoại xâm vẫn nằm sâu trong tiềm thức của con dân Việt. Và đúng như trong Bình Ngô Đại Cáo mà Đức Nguyễn Trãi đã viết, thế nước có lúc thịnh lúc suy, nhưng hào kiệt thời nào cũng có. Nhiều cá nhân tập thể đấu tranh xuất hiện ngày càng nhiều, đang mang lại ánh sáng cuối đường hầm cho dân tộc trong cuộc đấu tranh giải trừ cộng sản, quang phục quê hương. Xin cầu nguyện hồn thiêng sông núi phù trợ cho Việt Nam sớm trở lại thời kỳ tự chủ, an lạc, để theo kịp đà tiến hóa của nhân loại. Toàn dân cùng dây tìm về sự đất nước Nam. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến luật sư Nguyễn Văn Đài, năm 1969, bị bắt ngày 16 tháng 12 năm 2015. Một người Việt đã bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Toàn dân thương nhau lời
chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 8:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website radio.daplờisongnui.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lệ tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.